cái bên DU này sẽ cùng với các bác tài xế đi khắp chiều dài Việt Nam, bởi vì tại Việt Nam đường bộ vẫn đang chiếm ưu thế. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào ngoại hình của chiếc xe ben DU này để chúng ta xem có những điểm gì đặc trưng nhé. Chiếc xe ben DU K4 DEF hiện được công ty Đô Thành nhập khẩu và phân bố độc quyền tại Việt Nam. Đây là một trong những mẫu xe mới nhưng lại có doanh số bán rất tốt. Nó trở thành một sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng và đặc biệt là với ngành khai thác đá tại Việt Nam. Nhìn vào ngoại hình của chiếc xe ben DU Novus này thì chúng ta có thể thấy là phần đầu rất hoành tráng. Cái kiểu dáng phần đầu mặc dù vuông vắn nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là có những chi tiết khí động học được thiết kế tinh tế để giúp cho chiếc xe này có sức cản gió thật là thấp. Vì hệ số cản gió thấp cho nên là chiếc xe này nó sẽ không gây tiếng ồn vào khoang cabin của tài xế khi đi tốc độ cao. Ngoài ra thì nó cũng tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ở phần đầu xe thì ấn tượng nhất đó là dàn đèn, hệ thống đèn sử dụng đèn halogen, phần cụm lưới tản nhiệt khá là lớn. Ở bên dưới này nhìn sâu vào chúng ta sẽ thấy có một cái két nước thật là to, to bản với tương xứng với kích thước của chiếc xe. Xe ben DU K4 DEF này có thiết kế là 3 chân và có tổng tải là 24 tấn, tải trọng là 15 tấn, có thể dư sức chở những khối lượng vật liệu rất nặng và đảm bảo tối ưu. Kích thước tổng thể của chiếc xe này là 7745 x 2495 x 3060mm, khoảng cách trục là 3255 cộng 1350mm, vệt bánh trước sau là 2050 trên 1855mm. Xe có công thức bánh xe là 6x4, sử dụng bộ lớp 12R22.5 có độ ma sát cao. Điều này giúp cho chiếc xe có thể vượt qua những địa hình khó cũng như là tăng độ bám đường khi leo dốc. Vâng, mặc dù chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam nhưng thật ra thì DU này họ đã sản xuất xe ben 40 năm rồi. Cái thiết kế của chiếc xe ben DU này có khả năng chở đất đá, chở vật liệu xây dựng cũng như là chở sắt thép, bởi vì cái chiều dài thùng rất là dài và độ cao thùng cũng rất cao, cộng thêm cái khả năng ben nên khiến chiếc xe này thực sự tối ưu cho những ai muốn mua về kinh doanh. Vâng, mình vừa ben cái thùng lên để cho các bạn thấy cái kết cấu của cái thân xe của chiếc xe ben 3 chân DU này. Đây là phần ti ben có kích thước rất lớn cũng như là cái phần khung sườn nằm bên dưới của chiếc xe. Trong đây chúng ta sẽ thấy có một cái chi tiết, đó là cái bộ nhíp lá của bộ bánh sau. Những chi tiết này sẽ nâng đỡ nguyên cái thùng xe nếu như chở full tải, đó là 15 tấn. Một mẫu xe có thể nói là tương đối ổn cho cái cách sử dụng tại thị trường Việt Nam. Xe được lắp đặt hệ thống động cơ Dusan, hai cầu mạnh mẽ, ít bị hỏng vặt và cực kỳ bền bỉ. Đây là một điểm cộng rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì dung tích xi lanh 11.051cc cho công suất hoạt động lên đến 340 mã lực cùng mô men xoắn cực đại là 1.421 Nm. Vâng, mình đang ở phía sau của chiếc xe ben DU. Các bạn có thể thấy hệ thống cầu sau rất to, rất to cùng với hệ thống phanh tang trống. Thêm một ưu điểm nữa của chiếc xe ben này đó là nó sử dụng hệ thống phanh tang trống, dẫn động khí nén hai dòng kết hợp với phanh khí xả, giúp quá trình phanh an toàn và hiệu quả hơn. Nhờ trang bị hệ thống treo ổn định, cái khung gầm này thì được thiết kế chắc chắn, chế tạo từ những vật liệu cao cấp, độ bền cao. Do đó, chiếc xe ben DU 3 chân này rất thoải mái đi trên mọi loại địa hình, kể cả địa hình gồ ghề nhất. Này rất phù hợp để sử dụng trong những công trường xây dựng lớn, đặc biệt là các mỏ khai thác đá. Và sau khi tìm hiểu về ngoại hình cũng như động cơ của chiếc xe ben DU, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trong khoang cabin và lái thử chiếc xe này để xem nó có mạnh hay không nhé. Mức mô men xoắn lên đến 1.500 Nm là một con số cực kỳ lớn. Ngoài cái phần khoang cabin được thiết kế vô cùng khoa học, hoàn toàn hướng về tài xế, thì chúng ta có thể thấy ở đây có hệ thống máy lạnh, có hệ thống nghe nhạc, bảng đồng hồ vô cùng dễ nhìn. Và cửa kính cũng là kính chỉnh điện luôn, auto luôn. Một số xe con chưa chắc có kính cửa kính auto nhưng mà chiếc này lại có kính auto. Đây là những hộp để đồ. Hộp để đồ kích thước rất lớn và được sơn cái màu vân giả gỗ cũng tương đối là dễ nhìn. Thông thường thì mình cảm thấy là những chiếc xe ben, xe tải thì có nội thất chỉ là để đủ xài thôi. Nhưng với chiếc xe này thì có thể thấy là cái thiết kế cái nội thất, ngoài chuyện đủ xài ra thì nó còn dễ nhìn nữa. Cái hộp điện của chiếc xe được thiết kế nằm khá là gần vị trí của ghế phụ và chúng ta có thể mở ra để kiểm tra cái cầu chì nào bị hư một cách đơn giản. Ồ, bên dưới là một cái hộp có kích thước khá lớn. Trên đây chúng ta còn có những cái hộp để đồ nằm phía trên, một cái đồng hồ chỉnh giờ. Wow, rất là nhiều chỗ để đồ. Ở đây chúng ta có rất là nhiều nút chức năng. Đây là cái packing press, tức là cái thắng tay.
mình vừa khám phá ra là cái vô lăng này có thể gật gù chỉnh tùy theo cái vị trí của người tài xế. Đây, nghĩ như vậy là hợp với mình. Vâng, bây giờ mình sẽ đề máy lên thử nhé. Chỉnh gió máy lạnh nào cho mát tí xíu nào, nóng quá. Thì cái nội thất mà có những cái chi tiết thiết kế ổn như thế này, cộng thêm là có những cái tiện nghi, thì sẽ giúp những mấy tài xế vượt qua những hành trình xa dễ dàng hơn. Vô lăng thì khi chúng ta đánh tại chỗ thì nó vẫn quay được khá là mạnh. Đây, ghế hơi, các bạn có thể thấy đó, mình đang ngồi dưới ghế hơi và nó sẽ nhúng theo cái mặt đường và giúp cho chúng ta có thể êm ái hơn, không bị giằng cái lưng. Các bạn có thể thấy là ngay công trình này chúng ta sẽ có rất là nhiều những chiếc xe ben khác đang đổ đá xuống. Cái ghế hơi nó đang phát huy tác dụng khi mà mình đang ngồi và nó nhúng và nó giúp cho mình đỡ bị giằng hơn. Với những chiếc xe kích thước to lớn như thế này thì cái option ghế hơi là một chi tiết vô cùng quan trọng. Đặc biệt là trên chiếc xe ben này chúng ta có thể đếm thấy có rất là nhiều hệ thống kính được gắn xung quanh xe, giúp cho tài xế tăng tầm nhìn và tăng khả năng an toàn khi vận hành trên đường Việt Nam. Đây là một cái kính bên phía tài, phía trước chúng ta sẽ có 1, 2, 3 cái kính để xem bên phụ và xem bánh sau. Những chi tiết này rất quan trọng để giúp cho tài xế có cái tầm nhìn tốt hơn. Vâng, hệ thống ghế hơi rõ ràng là đang phát huy tác dụng đối với mình. Cũng không quá khó khăn để sử dụng chiếc xe BMW 3 chân này. Đặc biệt là cái hệ dẫn động 6x4 giúp cho chiếc xe có thể đi được những đoạn đường xấu, đường trơn trượt, leo dốc. Với những cái công trình thì thường, với những cái công trình lớn thì thường chúng ta sẽ có những cái dốc thật là cao, cũng như là những cái hố. Thì hệ dẫn động 6x4 là vô cùng quan trọng cho những cái trường hợp này. Đây là một cái nơi để mà họ khai thác đá. Đây, những cái máy khai thác đá bên ngoài mình đang đi vào với chiếc xe BMW này. Và đặc biệt đó là ngồi trên chiếc xe này có hệ thống máy lạnh mát rười rượi, thì những bác tài sẽ có thể vượt qua những hành trình dài mà không cảm thấy mệt mỏi. Đây là một nơi có một cái góc rất đẹp, các bạn có thể thấy bên phía bên tay trái của mình là một cái hồ nước được sinh ra do những công trình khai thác đá. Chiếc xe này thì được sinh ra để chở vật liệu, để chở đá. Mình nghĩ là nó phù hợp nhất để đi vào những cái công trường khai thác đá như thế này và chở đá. Xin nhắc lại, đây là một cái mẫu xe được nhà máy Đô Thành phân phối chính hãng tại Việt Nam. Vâng, mình vừa giới thiệu với các bạn về mẫu xe Daewoo Novus K4DF với giá là 1.640.000 và 1.710.000 cho đời 2016 và 2017. Vâng, đây có thể nói là một mẫu xe tương đối hợp lý cho những công trường cũng như là những ông chủ muốn mua xe về để kinh doanh. Xin chào các bạn.